tới lớp 12 con học tới lớp 12 rồi đập con heo nó ra cho con đi đi du học. Không đi đâu hả? Chứ sao, con muốn học ở đâu, con muốn học ở Việt Nam hay gì? Việt Nam. Con muốn học Việt Nam đó thì con học. Nhưng mà gọi để tới chừng đó họ đập con heo qua rồi có bao nhiêu tiền á thì để đóng tiền học ở Việt Nam. Học Việt Nam xong rồi cho đi đi nước ngoài học sao? Sao vậy? Sao không họ không chịu học ở nước ngoài? Con muốn ở với ba mẹ. Con muốn ở với ba mẹ. Nhưng mà lúc đó con lớn rồi. Vào vậy mà muốn ở với ba mẹ thôi hả? Chứ không chịu đi nước ngoài hả? Thì đi nước ngoài học rồi cái đón ba mẹ không bà. Không rồi. Sao lại không? Hả? Hả? Vào vậy? Nhớ mẹ hả? Nín đi. Một năm nữa thôi. Nghe. Dán lên. Một năm nữa là con học hết lớp 5. Dán lên như con. Dán học học giỏi. Ba mẹ gì vậy ba mẹ? Nha. Yeah. Bữa giờ có nghe lời mẹ chơi game 30 phút mỗi ngày không? Có, bữa giờ đi chơi cái Quỳnh có nhà con không chơi luôn á. Rồi, vậy ngoan rồi, vậy giỏi rồi. Quá giỏi rồi. Bây giờ mình chỉ lo học thôi. Lo học là cái việc chính của con. Còn cái việc chơi game là để cho con giải trí. Con hiểu chưa? Hiểu hiểu mẹ nói chưa? Lý do tại sao? Lý do tại sao mẹ lại nói như vậy? Con hiểu như thế nào đâu, con nói mẹ nghe. Tại chơi game không mát. Đúng rồi. Còn học thì sao? Tốt. Tốt. Tốt cho việc học. Đúng rồi. Giỏi. 10 điểm. Không có nhân. Đúng, 10 điểm không có nhân. Bởi vì ghen mà học. Con học giỏi thì về với ba mẹ ở trên đây, trường trên đây người ta mới nhận con được. Chứ con học dở quá trên đây con không mới nhận. Ở trên đây mấy bạn trên đây học giỏi không hả? Mà con mà lên đây con học dở là ta không mới nhận con được. Nên con cố gắng con học. Nghe lời ba mẹ. Hiểu chưa? Con được cái đáng điểm mừng của toán rồi đó. Còn môn văn thì sao? Môn văn chưa? Môn văn từ hôm bữa hồi đầu năm tới nay có cái điểm mừng nào chưa? Không, không có. Vậy có mấy điểm? 8, 9, 7. Vậy là được rồi. Vậy là giỏi rồi. 9 điểm là giỏi rồi. Còn môn tiếng Anh của con thì sao? Ổn không? Được mấy điểm? 7, 8, 9. Tiếng Anh mà cũng được 9 điểm luôn hả? Có khi 7 điểm, 8. À, rồi, vậy là ok rồi. Tại vì ba môn đó đều là môn chính của con. Con hiểu không? Con hiểu được vấn đề chưa? Thành ra là con học cố gắng ba môn đó là chính. Còn những môn kia là con học phụ thôi, để cho con nên người thôi. Mẹ nói gì con dễ hiểu không? Ừ. Còn bút màu mẹ mua cho con xài thì chỉ có con xài thôi. Con không có được cho bạn xài bởi vì nó mau hết mực của con. Nghe không? Như đến cái bộ môn vẽ mỹ thuật đó, tô màu vẽ các kiểu thì con lấy ra con xài.
rồi con lại dẹp vô. Chứ không có được cho bạn xài, bạn bạn này xài, bạn kia xài, hết của con, mau hết. Còn mình ơn con xài thì rất là lâu. Nhưng mà những cái cây mà con ít có xài màu á, con nhớ con lấy lâu lâu chừng 1-2 ngày con lấy ra con quẹt quẹt nha, để không thôi nó bị khô mực đó. Chứ con đừng có để lâu quá khô mực là dễ nó không ra. Biết chưa? Rồi bữa giờ đi học cái đôi giày có mang không? Đôi giày mẹ mua cho con á. Đôi giày nè. Đôi giày có bánh xe con rồi mua đó. Nam con để nhà chơi. Thì sao con không mang đi học? Cô không cho hả? Cho nhưng mà bự khó chạy. Cho mà bự khó chạy. Ở nhà chạy được hả? Ở lớp chạy không được, ở nhà chạy được. Ở nhà có chơi chơi, hai đứa chơi hoài không chán luôn á. Chơi gì? Là con Quỳnh nó trên xe đạp với con làm sao á. Con lấy tay dịnh cái con ha, cái mình chạy là cái bánh xe nó tự chạy theo luôn, vui lắm. Khoe cái chân lắm. Nó biết chạy xe hai bánh giống con chưa? Rồi nó biết chạy lâu rồi. Vậy hả? Rồi mua chơi, vậy là mua xe cho nó là xe hai bánh cho nó rồi phải không? Nó không có được mua, ở nhà nó có rồi. Rồi, anh nó chơi xe của con hả? Nó chơi chứ nó có làm đâu. Không, ví dụ mẹ nói là nó chơi xe của con hả? Xe con với nó chơi chung á. Chơi chung. À. Ấy nó nói là đi học cái chở trường con nó bay gió y chang mới có 10 độ à. Rồi bên năm nay chỗ con học có máy lạnh không? Ê chỗ con ngủ. Phòng ngủ con có một nhóc máy lạnh luôn, 4 cái máy lạnh luôn mẹ. Nhiều vậy hả? Rồi ở trên trần nhà có mấy cái quạt, 6 cái quạt luôn mẹ. Rồi tóm lại là mở quạt hay mở máy lạnh? Hay là mở cả hai? Mở cả hai. Trời ơi, tốn điện dữ lắm luôn á. Cái trường cũng dạ không mẹ. Rồi cái phòng ngủ bự không mà nhiều dữ vậy? Rồi mấy bự. Lớp ngủ? Bự, tới chỗ con có lớp 4 ngủ với lớp 1 với lớp 2 ngủ nữa. Thành ra là bự đúng rồi, gắn nhiều mấy mát. Lớp 2A2, 2A1, 1A mấy nữa ha. Có lớp Hùng Quỳnh. Có lớp Hùng Quỳnh luôn, vậy là hai đứa cu chu luôn. Hai đứa ngủ. Ngủ trên một cô. Hả? Một lớp ngủ một cô. Hai đứa ngủ chung một cô luôn. Hai đứa ngủ chung cô luôn. Chắc cô biết con với Quỳnh là chị em. Sao cô không biết? Cô không biết hả? Cô không biết con với Quỳnh là chị em hả? Mà ngủ cô cho ngủ chung vậy đó hả? Ừ. Vui vậy. Cô tự sắp hay là con xin? Cô tự sắp. Ồ, trùng hợp thế. Con Quỳnh mà con làm cái nói là hai đứa nhảy tưng cà tưng cà tưng. Vậy là sao mà ngủ hả? Ừ. Vậy mà vậy rồi sao mà ngủ? Được, ngủ được, hai đứa thích ngủ chung. Vậy luôn á. Hai đứa mà cà cân vậy đó là cô tách ra đó. Cô không có cho ngủ chung nữa đó. Ham lúc lúc còn chưa đi ngủ quá, hai đứa mừng quá nhảy cà tưng. Rồi trước khi ngủ có cho con chơi đồ chơi gì không? Mẹ mới ngủ. Rồi hôm bữa mẹ cho con kêu mẹ mua cái đồ bóp 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 gì đó rồi con có đi lớp đem theo chơi được không? Không, không có đem theo đâu, sợ mất. Rồi giờ còn chơi không hay là để làm kiển rồi? Còn chơi nhưng mà bữa giờ có pin rồi. Chơi cái đó nó mau hết pin không? Mau chứ. Bao lâu? Bấm phải tới level 49 là nó chắc hết luôn rồi. Nó thông báo là bạn hết pin. Rồi bây giờ con chơi cái level mấy rồi? 40 mấy luôn rồi á. Vậy hả? Giỏi dương à. Con bấm nhanh lắm. Bấm nhanh lắm luôn.
Vậy là chơi cái đó là để cho ngon luyện nhanh tay nhi mắt. Bạn con chưa kịp nhìn nó con bấm xong luôn rồi. Sao con biết? Con đâu con em vô lớp đâu sao con biết? Ông Quỳnh á. Ông Quỳnh nó cũng đem theo hả? Không, Quỳnh có đâu đem. À. Nó mới con, nó mới ngước lên coi phim, tự nhiên nó nhìn xuống thấy lên đi Quỳnh hai con người. Ủa đâu con nghe cái răng nha, coi coi giống bị lệch một cây quá vậy. Cái răng ở bên phía tay cái này nè, nó dính cái gì vậy, nó dính gì giống như đen đen vậy. Ừ đúng rồi đúng rồi. Rồi răng bên kia chưa mọc nữa, răng nhỏ mà. Ừ răng đồng mà. Ở bên tay trái chưa mọc nữa kìa, nó chưa mọc. Rồi bên tay trái chưa mọc nữa kìa, cái đó tay phải mà đó chưa mọc đó. Mà lúc nhỏ ra đầy máu luôn, chảy hoài lấy thằng Định vô. Nhỏ ở nhà hay là đem đi bác sĩ? Đem đi bác sĩ á. Mà chảy máu hoài vậy hả? Vậy tới ngày hôm sau nó mới hết. Vậy hả? Rồi có ngậm nước muối không? Bị chảy máu ngậm nước muối cho nó mau lạnh. Không, tôi về à. Nước muối mà chua gì chàng? À, thử rồi. Nước muối nó mặn chứ nó chua gì. Đó ăn bà gì còn. Hả? Ăn đi chan chanh chứ. Ăn đi chan chanh. Bó chân với con luôn. Ủa người ta bó ta có bó chân đâu ta. Ừ mẹ là bó chân. Bó chân với bất lực. Bất lực với con thiệt chứ. Hai ba con gì đâu mà như nhau à. Hồi lúc cậu Ba Khang cho con này nè. Cho con này nè. Cậu Ba Khang hả? Cho con đó hả? Đúng rồi. Ở nhà đầy gấu rồi chứ con cho nữa. Cho con đó là con ngỗng. Không hả? Con vịt. Con vịt. Nè con vịt nè. Ờ con vịt. Lỡ nó con ngỗng chứ. Rồi bây giờ trong cái giường của con là bao nhiêu con gấu rồi? Không biết. Nó quá trời luôn rồi hả? Còn ở ngoài nữa chưa có đem vô. Ừ đem vô là hết chỗ nằm luôn. Chưa, để vịt nít vô là còn chỗ nằm. Đi ra ngoài nhà Quỳnh chơi ha. Ừ, đi mẹ nãy giờ nó chờ. Chơi hằng ơi. Chị thôi đi, vậy ra nhà nó chơi đi rồi mai con ở nhà mình nên con điện cho mẹ nữa ha. Mai con đi chơi mà sao điện được. Ờ hay quên. Đi chơi nào về? Không biết. Đi buổi sáng mà dì Trang đi làm về rồi lúc 8 giờ đi nè. Đi tới mấy giờ rồi? À, không biết nữa. Chừng nào về thì chừng nào về kia mẹ nó trở về. Vậy hả? Vậy đi nhớ chụp chụp hình luôn nha. Bye bye con nha. Bye bye mẹ mập.